là em Trôm đây. Cảm ơn mọi người đã quay lại và click vào video của em Trôm nha. Ngày hôm nay thì em Trôm sẽ mang tới cho mọi người một em xe hàng cực hiếm, cực độc. Đó là em Suzuki GD110 của nhà Suzuki luôn nha. Tại sao Trôm lại nói là hàng cực hiếm, cực độc? Tại vì hiện tại dòng xe này đã ngưng sản xuất rồi các bạn ạ. Không còn sản xuất trên thị trường nữa nha. Và đặc biệt là toàn bộ khu vực tỉnh Bình Dương, nếu mà các bạn tìm được nhà nào có em xe này thì cực kỳ hiếm, chắc là chỉ có cửa hàng xe máy An Thành Phát mới còn thôi nha. Giá hiện tại của em xe này bên cửa hàng em Trôm đang bán với mức giá là 38 triệu đồng nhá. Giá này là giá xuất hóa đơn cho mọi người. Nếu mọi người không tự làm biển số được, bên cửa hàng em Trôm có hỗ trợ làm biển số cho mọi người luôn nhá. Và có 3 trả góp nha mọi người. Xe này thì mọi người chỉ cần trả trước cho em Trôm là từ 5 triệu đồng, 5 triệu đồng trở lên. Và cần căn cước công dân thôi là mọi người có thể góp xe được rồi. Bên em Trôm thì có ship xe luôn nha. Nếu các bạn yêu thích cái dòng xe này mà ngoài chỗ các bạn không có, khu vực các bạn không có thì liên hệ với em Trôm. Số điện thoại là 0325 333 789 thì em Trôm hỗ trợ phí ship cho mọi người nhá. Rồi, em xe này đèn xe này, các bạn nhìn này, đèn xe thì cái bóng đèn đằng trong cực kỳ to luôn nha. Cạnh bên đấy là hai cái xi nhan giống hình quả ớt chuông này. Đây, cực kỳ to và chắc chắn luôn. Bánh xe của nó thì vẫn sử dụng là bánh căm nhá. Nhìn cực kỳ cổ điển lắm mọi người ạ. Một điều cổ điển khác nữa đó là cái phần đồng hồ xe. Các bạn thấy đồng hồ xe của em xe này tròn vo như thế này chưa? Tròn vo này, nhỏ nữa. Chỉ có tốc độ này, rồi số km chạy này, rồi thì như không có cả xăng luôn mọi người ạ. Đây, không có cả xăng luôn nha. Phải nói là cổ điển, là cực kỳ cổ điển luôn. Không có dòng xe nào cổ điển bằng. Em xe này được đánh giá là một em xe có dung tích bình xăng là lớn nha. Mức tiêu thụ xăng của em xe này là 2,3 lít trên 100 km. Và dung tích bình xăng chỗ này này cực kỳ lớn luôn. Và khung sườn của em xe này các bạn nhìn sơ qua thì rất chi là gọn, nhẹ này. Và chắc chắn nha, trọng lượng của em xe này cũng cực kỳ nhỏ này. Đây, em này là em GD110HU nha. Phuộc đằng sau cũng là phuộc màu đen này. Có cả cái cảng đằng sau nữa. Đây, chứa rất chi là được nhiều người nha. Nếu mà các bạn tải thì các bạn tải rất chi là nhiều người. Dòng xe này nếu mà các bạn học sinh này, Trôm thấy là các bạn học sinh là cũng tham khảo cái dòng xe này rất chi là nhiều. Nó nhỏ gọn này, nhẹ này. Xong rồi các bạn đi học trong những cái khu phố nhỏ hẹp, ví dụ như là cái đường Hà Nội hoặc là đường Sài Gòn này, thì em xe này luồn lách rất chi là ok luôn. Cực kỳ ấy luôn nha. Các bạn quan tâm và thích, yêu thích cái mẫu xe này cũng như là nhiều cái mẫu xe khác mà cửa hàng xe An Thành Phát đang có thì liên hệ với em Trôm hoặc là tới tận địa chỉ cửa hàng của em Trôm là quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn tới cửa hàng nói có xe video của em Trôm, có liên hệ trước với em Trôm thì các bạn sẽ được hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại, cùng với đấy là những cái phần quà giá trị bên cửa hàng của em Trôm đang có nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.